Vào một buổi chiều thì nhà đối diện của em cháy, thì em thấy mấy xe cứu hỏa và anh lính phòng cháy chữa cháy tới. Và nó là triển khai rất là lẹ, hành động của mấy anh rất là dứt khoát. Và nó là nhìn là mê luôn. Và rồi duyên nợ giữa Dương Trí Hào, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Antaman, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng với niềm đam mê các phương tiện xe cứu hỏa của em cũng đã bắt đầu từ đây. Cách đây hơn 7 năm, chiều nào cũng vậy, cứ hễ tan học xong là em lại lân la tìm đến trước phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1, đứng ngoài cổng ngắm nhìn những chiếc xe cứu hỏa từ xa. Một hôm nọ, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bắt đầu chú ý đến sự xuất hiện có vẻ kỳ lạ của cậu học trò này. Sau đó thì Trí Hào được các anh chiến sĩ đặt cách cho phép vào bên trong để tận mắt ngắm nhìn, quan sát kỹ từng chi tiết bên ngoài lẫn bên trong chiếc xe cứu hỏa. Rồi cũng kể từ hôm đó mà Trí Hào đã trở thành một vị khách đặc biệt với những người lính cứu hỏa quận 1. Bữa đó thì bé kêu mẹ đi mua sữa về cho con uống. Để con lấy những cái vỏ hộp sữa đó là con làm việc, công việc của con. Cái mình mới hỏi là con làm cái gì thì bé không nói. Thì bắt đầu sau đó thì sẽ thấy bé làm thành một khối, thì có hình dạng giống như là cái mô hình của xe cứu hỏa vậy đó. Sản phẩm đầu tay của em chỉ là một chiếc xe cứu hỏa mô hình bằng vỏ hộp sữa. Rồi sau đó thì nâng cấp lên làm bằng que tre. Và cho đến hiện tại, những mô hình xe này được làm bằng vật liệu alu, trông chắc chắn và bắt mắt hơn. Và 7 mô hình xe cứu hỏa này chính là thành quả của Trí Hào trong suốt nhiều năm liền. Thậm chí những chiếc xe này còn có thể vận hành y hệt như một chiếc xe cứu hỏa thật. Xe có đèn chớp nháy, có tiếng còi hú vang, có cả thang nâng và có vòi xịt nước xa có thể bắn cao từ 4 đến 5 mét. Khi mà bắt đầu là một chiếc xe, cái khó khăn nhất của em đó là ra bản vẽ cho chiếc xe đó. Nó là nếu mà mình ra bản vẽ mà sai kích thước hoặc là vẽ không đều rất là xấu, và nó làm kiểu là hư luôn một chiếc xe. Từ 7 mô hình xe cứu hỏa mà Trí Hào đã làm ra, cùng với niềm đam mê cháy bỏng và sự am hiểu của em về lực lượng phòng cháy chữa cháy, mà Trí Hào hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tuyên dương của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Những sản phẩm này chưa thể ứng dụng vào thực tế, song nó cũng đã góp phần trong việc xây dựng những hình ảnh đẹp về người lính cứu hỏa quên mình để cứu cái còn trong cái mất. Vào khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 7, tại khu vực Làng Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, xảy ra lũ quét, cuốn trôi 3 ngôi nhà sàn. Sự việc khiến cho 2 người chết là ông Vi Văn Thiên, sinh năm 1968, dân tộc Thái, và bà Lê Thị Biển, sinh năm 1933, mẹ đẻ của ông Thiên. Hai người bị mất tích là chị Hà Thị Biển, sinh năm 1990, là con dâu của ông Biển, và cháu Vi Thị Huyền Trân, sinh năm 2014, là cháu nội của ông Thiên. Lũ quét cũng đã làm cho 3 người khác bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, và làm cho 42 hectare lúa hoa màu bị vùi lấp do đất đá, ước tính thiệt hại 2,5 tỷ đồng. Còn tại Nghệ An, mưa lớn đã làm cho 12.250 hectare lúa, hơn 6.700 hectare hoa màu các loại, 922,62 hectare diện tích thủy sản bị ngập. Nhiều nhà dân tại các huyện Anh Sơn, Đô Lương, Quế Phong, Kỳ Sơn bị cô lập. Ở xã Khánh Thành, Long Thành, huyện Yên Thành cũng bị ngập sâu. Riêng bản Nam Mì, xã Mường Tiếp, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra lũ quét cuốn trôi nhà bếp học sinh và nhà cộng đồng tại trường tiểu học Nam Mì. 35 người dân đi hái măng bị cô lập trong rừng tại khu vực đầu nguồn sông Hiếu. Hiện các cấp chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các phương án xử lý hậu quả do mưa lũ gây ra. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khảo sát tình hình sạt lở hiện tại trên tuyến đê Biển Tây, đoạn cống kênh mới xã Khánh Hải và tuyến đê ấp Thời Hưng, xã Khánh Bình Tây đang rơi vào mức cảnh báo nguy hiểm với tổng chiều dài các tuyến đê đã bị sạt lở là 1.300 mét. Phía bờ bắc ấp Thời Hưng thuộc địa phận xã Khánh Bình Tây cũng bị sạt lở nghiêm trọng, đai rừng phòng hộ không còn, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu như vỡ đê, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất lúa hai vụ trên 28.000 hectare và hệ sinh thái ngọt của huyện Trần Văn Thời.
Trước tình hình trên, hạt quản lý đê điều tỉnh Cà Mau đã tiến hành xây dựng kè tạm để chống sạt lở. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết bất lợi nên mức độ sạt lở đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thời gian gần đây, trên địa bàn cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, tình hình buôn lậu đường kính qua biên giới có nhiều diễn biến hết sức phức tạp. Vì lợi nhuận, các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Lợi dụng thời điểm mưa bão kéo dài, nhiều bao đường đã được các đối tượng qua mặt lực lượng chức năng vận chuyển trót lọt qua đường biên giới. Để đưa đường kính về nội địa, các đối tượng buôn lậu đường kính thường dùng các phương tiện như xe ôm, xe hạ tải, xe chở khách để thuê vận chuyển, với mỗi chuyến hàng chuyển từ 3 tạ cho đến 2 tấn đường kính. Hồi xưa tôi chở một bao 2.000 ngay chạy sổ vận chuyển, nhưng thường làm vào trưa và tối rồi. Lúc các lực lượng công an nghỉ tụn làm, biết vi phạm nhưng chứ không có việc làm thì làm. Bây giờ hiện tại là bây giờ cái đồng hàng báo lời 10.000 đấy. Ta được 20.000, ta 20 được 25.000. Đường này về bạn ở chợ đồng hà, bạn nhân mấy người họ mua lại mấy mỗi bạn mua hàng lại kiếm lời nữa. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe lưu thông trên quốc lộ 9, vì thế việc phát hiện được hết các xe vận chuyển đường lậu không phải chuyện dễ dàng. Lực lượng chức năng đã phải tăng cường kiểm tra, nhưng các đối tượng vẫn tìm mọi cách để qua mặt ngành chức năng. Đường lậu thì cứ tràn lan nhập về, đường nội thì ứ động nằm chờ xuất khẩu. Ngành mía đường Việt Nam thực sự đang đứng trước thử thách lớn, cần sự chung tay đồng lòng của toàn dân, doanh nghiệp và các ngành chức năng liên quan để vượt qua. Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng số 105 bị can về 7 tội danh, đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó truy nã 12 bị can đang bỏ trốn. 7 tội danh được nêu ra trong chuyên án này bao gồm tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, sử dụng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Qua điều tra, cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố với 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó vào năm 2015, 2 bị can trên đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành quyết định số 158 trên QĐ C41 ngày 14 tháng 5 năm 2015 về việc thành lập công ty Bình Phong thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công ty CNC, trái với quyết định của Bộ Công an. Theo đó, Nguyễn Văn Dương được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty CNC đã cấu kết với Phan Sào Nam, khi đó là chủ tịch kiêm giám đốc công ty VTC Online phát hành game Cricket Tip Club với 25 đại lý cấp 1, 5.852 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản người chơi, hoạt động từ tháng 4 năm 2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, ăn thua trao đổi bằng thẻ cào điện thoại, thẻ game, tiền ảo. Số tiền doanh thu của việc tổ chức đánh bạc trực tuyến là gần 9.900 tỷ đồng, trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.480 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi gần 1.660 tỷ đồng. Nhóm bị can đang bị truy nã là Hoàng Thanh Trung, Phan Văn Tuấn, Lê Văn Kiên hưởng lợi gần 1.560 tỷ đồng. Do vụ án có tính chất phức tạp, hiện cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan. Vào thời điểm trên, khi xe khách giường nằm của nhà xe Tuấn Anh mang biển kiểm soát 49B00812 chở theo khoảng 40 hành khách đang dừng lại bốc hàng thì bị một xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt mang biển kiểm soát 81B01657 chạy tuyến Gia Lai, thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Lê Văn Phương 41 tuổi lưu thông cùng chiều tông mạnh từ phía sau tới. Cú tông mạnh làm 24 người trên hai xe khách bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương được người dân và lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã khiến cho giao thông qua khu vực này bị ách tắc nhiều giờ liền. Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, tại km 412 cộng 800 quốc lộ 1A thuộc địa bàn xóm 17 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, xe tải mang biển số 89C06576 lưu thông theo hướng Hà Nội Vinh đã đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 74C07136 đang đổ bên phải đường. Cú đâm mạnh khiến đầu xe 89C06576 bật trở lại bẹp dúm. Hàng hóa trên xe đổ xuống đường, phụ xe tử vong tại chỗ, kẹt trong cabin. Còn lái xe bị thương nặng được người dân phá cabin đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nam bệnh nhân 55 tuổi ngụ ở Tân Yên, Bắc Giang bị tai nạn giao thông, dùng ngực bị va đập vào vô lăng của ô tô dẫn đến chấn thương nặng.
Các bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức đã chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tim, vỡ tiểu nhĩ nên đã tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Bệnh nhân sau đó đã qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe khá tốt. Trước đó, tại bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận trường hợp một nam bệnh nhân 25 tuổi, ngụ ở Mê Linh, Hà Nội, bị vết thương tim do dao đâm xuyên thấu với vết đâm dài hơn 2cm. Các bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng xác định bệnh nhân bị vỡ tim, đồng thời mổ cấp cứu ngay lập tức. Quá trình mổ đầy nguy cơ tử vong do vết dao đâm sát mạch máu ở tim, rất dễ khiến máu chảy ồ ạt. Nhưng với kinh nghiệm và tay nghề cao, ekip phẫu thuật đã đưa nạn nhân từ cõi chết trở về. Thank you.